Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Theo thông tin mới nhất từ Hà Nội FC, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ gia nhập vào câu lạc bộ Heerenveen đang chơi tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngay lập tức thì mức lương khủng mà chàng hậu vệ nhận được đã được hé lộ và nhiều người tin rằng bước ngoặt này sẽ là bệ phóng tốt cho chàng hậu vệ. Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng thủ đô đã đạt được thỏa thuận cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu sang chơi cho câu lạc bộ Heerenveen tại giải vô địch Hà Lan. Bản hợp đồng cho mượn có giá trị 1 năm, kèm theo điều kiện nếu Đoàn Văn Hậu chứng tỏ được chuyên môn thì sẽ được mua đứt với thời hạn 3 năm. Bên cạnh giá trị chuyển nhượng được tiết lộ rơi vào khoảng 2 triệu đô, Đoàn Văn Hậu sẽ nhận được mức lương rất lớn cùng với nhà cửa, xe cộ. Ngay trong tối ngày 31 tháng 8, hậu vệ trái của câu lạc bộ Hà Nội sẽ đáp chuyến bay sang Hà Lan để kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng. Trên các trang thông tin của Heerenveen, hình ảnh của Đoàn Văn Hậu đang ngập tràn. Trên trang fanpage Facebook của câu lạc bộ này đã chọn hình ảnh Văn Hậu làm ảnh bìa cũng như đăng tải một loạt ảnh khác. Được biết trong dịp chuyển nhượng hè 2019, câu lạc bộ Hà Lan đã chiêu mộ gần chục cái tên, nhưng ngoài Đoàn Văn Hậu thì không ai được chọn làm ảnh bìa fanpage trên Facebook. Do đứng trước cơ hội rất lớn được chơi bóng tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, Đoàn Văn Hậu đã xin phép huấn luyện viên Park Hang-seo không góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với đội bóng xứ Chùa Vàng tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc hậu phải sang Thái ngày 3 tháng 9. Nếu anh có thể thi đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ loại một tuyển thủ khác để chốt danh sách 23 cầu thủ. Ngược lại, nếu Đoàn Văn Hậu không thể ra sân, chính anh sẽ là cái tên phải ngồi ngoài trận đấu với đội tuyển Thái Lan. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.